Rồi xin chào tất cả các bạn. Thế thì buổi chiều ngày hôm nay mình lại là tiếp tục kiểm tra xe mình. Thì sau khi mình kiểm tra chiếc xe Sirius FE của mình thì hiện trạng bây giờ xe mình đã có một cái dấu hiệu, đó là nó hư cái gờ lê đai nha các bạn. Do đó thì mình quay một cái video up chia sẻ đến tất cả các bạn, tất cả anh em đang sở hữu dòng xe Sirius này, cũng như là một số nguyên nhân dấu hiệu nhận biết để cái xe mình là biết được như thế nào là nó hư cái gờ lê đai nha các bạn. Rồi ok, bây giờ bước qua bên đây cùng với mình ha. Rồi để mà kiểm tra được á về cái việc mà hư cái gờ lê đài á, thì đây mình sẽ bật chìa khóa lên. Rồi sau khi là hoạt động bơm xăng ổn định ha các bạn, không báo lỗi gì hết, tức chứng tỏ là cái bình ắc quy mình còn tốt còn êm. Nè mình kiểm tra lại nè, nhan nè còn kêu nè, nè đề nè, ý càng nè đó. Rồi ở cái góc này sẵn chia sẻ với một số bạn, một số anh em chưa biết về cái việc mà báo lỗi khi mà hư bình ắc quy. Thì đối với dòng xe Sirius FE này, khi mà cái bình mình bị yếu hoặc bị hư á, nó không đủ cái lượng mà âm, tức là cái bình mình nó yếu rồi nó không hoạt động tốt đó các bạn, nó sẽ báo lỗi. Thì thường thường báo lỗi là 02, tức là sau khi các bạn bật lên như vậy, đèn FE nó sáng lên rồi nó tắt xuống như thế này, rồi nó sẽ nháy hai nháy, tức là nó báo lỗi 02, là cái lỗi đó là lỗi bình ắc quy nha các bạn. Còn cái này là không phải lỗi bình ắc quy, do đó bình ắc quy mình còn tốt. Nhưng mà ở một cái việc là khi mình bấm đề đây không đề được luôn, và không đề được gà lẽ dưới nhảy chạch 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 nha các bạn. Còn nếu mà mình bấm vô mà có khi một số cái công tắc này nè, các bạn giữ xe nhiều bị rỉ sét nó bấm không ăn thì nó không nhảy luôn, tức là nó không ăn công tắc, thì mình có thể tháo cái công tắc này và mình ra mình vệ sinh. Còn đối với xe mình là lên đường cái vụ này rồi, để mình qua đèn bóp cho các bạn coi. Rồi qua đây chỗ này nè, cục gà lê đài nó sẽ nằm đây đây thẳng vô nè các bạn. Nếu mà muốn thay cục gà lê đài á là các bạn phải tháo toàn bộ cái yếm bẩn này ra ha, và cái yếm này ra để mình dứt cái dắt nó ra để mình mua cái cục khác mình thay. Thì chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ hiện trạng mình sẽ sử dụng cái giò đạp tiếp tục các bạn, đến khi nào mà dịch bệnh này kia nó ổn định lại á thì mình sẽ đi mua cái cục gà lê đài mới, mình sẽ tháo ra mình gắn vào. Thì đến đó thì mình sẽ quay video clip để chia sẻ các bạn cách tháo ra và lắp như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lại cho các bạn xem nè, nghe nè nha các bạn. Đó đó, mình bấm vô là nó nghe cái chạch vậy đó. Đó đây nè, chứng tỏ nó bị liệt rồi các bạn, tới tuổi nữa rồi. Rồi ok, thì trở lại vấn đề thì xin lưu ý với một số bạn, một số anh em ở cái chỗ này nữa về cái hiện trạng. Thường thường mà xe của mình đó các bạn có cái giò đạp á thì tốt nhất đừng nên tháo ra nha các bạn, để tránh cái trường hợp mà như thế này. Giống như xe mình, tức là khi mà gờ lê đài nó hư đó thì có một cách nữa để là khởi động động cơ bằng việc là quay bánh xe nha các bạn. Còn một số bạn, một số anh em mà không biết á thì lúng túng trong việc bây giờ đã tháo cần đạp ra rồi rồi nó hư gờ lê đài đài không được, không biết làm như thế nào luôn thì rối chuyện nha các bạn. Do đó là khuyến cáo các bạn là nên gắn cái giò đạp trở lại zin cho nó đi ha, đừng có tháo giò đạp ra để tận dụng. Thì nếu mà các bạn tháo giò đạp rồi mà nó bị hư gờ lê đài thì có một cách một thôi, đây bật chìa khóa lên sẵn làm cho các bạn xem luôn. Đó thì như vậy qua đây trả diện số 4 cái lăn bánh một tay rồi sao giờ các bạn. Rồi đó, lăn bánh cho nó gài như thế này nè, rồi một tay các bạn nắm 1 2 3 giật nè, đó như vậy các bạn. Nếu mà các bạn không có cần đạp rồi buộc phải chơi biện pháp đó thôi. Đó ok, rồi thì đó là cái nội dung video ngày hôm nay mình muốn gửi đến tất cả các bạn, tất cả anh em đang sở hữu dòng xe Sirius FE này. Một cái lưu ý nữa ha, cũng như là việc là nhận biết hư gờ lê đài và cách khắc phục như thế nào để khởi động động cơ khi không có giò đạp. Theo thôi thì theo mình là tốt nhất các bạn gắn cái giò đạp đó đi ha. Rồi ok, thì chắc có lẽ là video của mình chia sẻ ngắn gọn đến đây kết thúc thôi các bạn. Nếu các bạn thấy cái gì đã thiếu sót thì các bạn cứ bình luận dưới dòng video ha. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem cái video này của mình rất là nhiều luôn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay hữu ích thì nhớ cho mình xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video clip tiếp theo ha. Rồi chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Bye bye các bạn.